Vừa qua, trên fanpage của Việt Tân và một số trang chuyên chống phá Việt Nam có bài viết cho rằng, có thêm bốn tổ chức quốc tế lên tiếng kêu gọi Thái Lan trả tự do và yêu cầu không dẫn độ nhà hoạt động người thượng y quỳnh đáp về Việt Nam. Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng, bất cứ tổ chức, cá nhân nào kêu gọi trả tự do cho kẻ tổ chức cuộc khủng bố tại Đắk Lắk, y quỳnh đáp là đang dung túng cho hoạt động khủng bố, đe dọa an ninh quốc gia và sự an toàn của nhân dân Việt Nam. Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Y Quynh Đáp kẻ cầm đầu tổ chức người thượng đứng lên vì công lý hiện đang ở Thái Lan chuyên tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trốn, vượt biên ra nước ngoài. Y Quynh Đáp, sinh năm 1992, ở Buôn Kiêu, xã Băng An Reng, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, khi còn ngồi trên ghế nhà trường Y Quynh đã có tư tưởng chống phá nhà nước, thường xuyên liên lạc với FULRO Lưu vong. Tổ chức người thượng đứng lên vì công lý là tổ chức phản động do Y Quynh Đáp lập ra tập hợp nhóm người dân tộc thiểu số tại Thái Lan có tư tưởng chống phá nhà nước Việt Nam. Với vỏ bọc đấu tranh đòi công lý cho người thượng ở Tây Nguyên, chúng đã xuyên tạc, bóp méo, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, đòi ly khai, tự trị. Ngoài ra, các đối tượng còn liên kết và nhận sự hậu thuẫn của tổ chức phản động Ủy ban cứu người vượt biển BPSOS do Nguyễn Đình Thắng ở Mỹ cầm đầu. Chúng thường xuyên tuyên truyền, kích động chống phá, lôi kéo, móc nối các đường dây tổ chức đưa người dân tộc thiểu số trốn đi nước ngoài. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã EA Tiêu và xã EA Cơ Tu, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Cư Cú In, tỉnh Đắk Lắc dạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023. Đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các đối tượng rất man dợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Nhóm đối tượng mang theo súng và các hung khí nguy hiểm tấn công, đập phá trụ sở ủy ban nhân dân hai xã EA Tiêu và EA Cơ Tu, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Cư Cù tỉnh Đắk Lắk, hậu quả làm 9 người chết, 2 người bị thương, nhiều tài sản bị đốt phá. Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Y Quynh Đáp và các đối tượng liên quan đã bị cơ quan chức năng truy nã đặc biệt. Nỗi đau của bao gia đình mất đi người thân trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 vẫn còn đó. Thế nhưng một số tổ chức nước ngoài vẫn lên tiếng kêu gọi Thái Lan trả tự do và yêu cầu không dẫn độ nhà hoạt động người thượng y Quỳnh đáp về Việt Nam. Thật nực cười thay, mấy tổ chức kêu gọi trả tự do cho kẻ khủng bố y Quỳnh đáp lại nhân danh tổ chức nhân quyền. Động thái ủng hộ kẻ khủng bố này của họ lại đang đi ngược với tôn chỉ, mục đích của việc bảo vệ nhân quyền. Quyền được sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc phải được ưu tiên. Tôi đa hóa đối với đa số người dân những người sống dưới sự tuân thủ pháp luật và không làm tổn hại đến an ninh, an toàn, tính mạng của người khác mọi sự xâm phạm đến an toàn tính mạng của dân thường đều không thể được xem như hoạt động nhân quyền đó là hành động của kẻ khủng bố và như thế những tổ chức cá nhân nào kêu gọi thả tự do cho kẻ khủng bố nói chung và cho đối tượng khủng bố y quynh đáp nói riêng đều là những kẻ tôn vinh chủ nghĩa khủng bố có tư tưởng thù địch đi ngược lại với lợi ích của quốc gia dân tộc